Hello cả nhà mình, xin chào cả nhà mình đã đến với kênh YouTube của Health Coach Emma Phạm, chuyên hướng dẫn anh chị em mình cách chế biến món ăn theo phương pháp cơ thể tự chữa lành. Và chúng ta đang trong cái thử thách là đẩy lùi bệnh gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ theo chế độ ăn thuần thực vật. Đặc biệt là những người mà đang có rất nhiều những vấn đề bệnh lý phức tạp, chúng ta nên cố gắng ăn xanh nhiều nhất có thể thì khả năng chữa lành của chúng ta sẽ nhanh hơn. Trong đến ngày thứ bảy này chúng ta sẽ đọc một câu chuyện truyền cảm hứng nữa để anh chị em mình tiếp tục cái hành trình cải thiện sức khỏe của mình. Anh chị em mình vào Facebook và cái cộng đồng Eat Clean, ăn sạch và sống khỏe, đọc được những bài cảm nhận để chúng ta sẽ có thêm động lực nhé. Ví dụ như bài của chị Nguyễn Xuân hôm nay có chia sẻ một bài. Chị Nguyễn Xuân là một trong những người 35 ngày ăn Eat Clean đã đến một kết quả tuyệt vời. Trước khi vào liệu trình mình bị mỡ máu, đường huyết, men gan vượt mức cho phép 10%. Kết thúc 5 tuần dinh dưỡng, xét nghiệm và tất cả các chỉ số ở mức bình thường, vui quá mọi người ạ. Hiệu quả là có thật, không phóng đại thêm đâu, mà mình có tập luyện hàng ngày và ngày Zoa món yêu thích như thực đơn của mình là của Emma vậy. Chị Nguyễn Xuân là một trong những người có một số những bệnh lý nhưng mà chế độ ăn uống sau và kết hợp với duy trì tập luyện chị đã được cải thiện. Thì đấy là một trong những cái bằng chứng để anh chị em mình thấy là dinh dưỡng cải thiện giúp cho chúng ta cải thiện chữa lành rất hiệu quả nếu chúng ta áp dụng đúng cách. Khi chúng ta áp dụng đúng cách rồi thì chúng ta sẽ không phải phụ thuộc vào phải thuốc nữa, bởi vì thông thường tâm lý của chúng ta cứ hơi ốm hơi đau là uống thuốc ngay, nhưng mà chúng ta không biết cách là chữa lành tận gốc để chúng ta làm sao chữa bệnh ngay từ cái nguyên nhân của mình chứ không phải hơi tí đã dùng vào thuốc. Thì cũng tương tự như vậy, cái ngày thứ bảy của chúng ta trong cái chuỗi 7 ngày và cũng là ngày cuối cùng, mục tiêu của Emma là giúp anh chị em mình định hình và biết cách chế biến món ăn healthy tốt cho bản thân mình và cho cả gia đình, và biết cách ăn uống chữa lành, biết cách kết hợp thực phẩm và biết cách bổ sung thêm nhiều rau củ quả vào trong đời sống của chúng ta, về biết cách chế biến những món ăn làm sao tận dụng giá trị dinh dưỡng nhiều nhất để chúng ta cải thiện mọi mặt về mặt sức khỏe của chúng ta. Thì hôm nay là chúng ta cũng là bữa sáng sinh tố đà thải kim loại nặng cho gan, rau củ trộn bữa ăn trưa rất là ngon miệng, và bữa ăn tối là bảy sắc cầu vồng, và bữa ăn phụ cũng là nước ép thanh lọc cơ thể. Thì trong suốt 7 ngày này mới một cái thực đơn, nó khá là nói chung nó khá là nghiêm ngặt một chút dành cho những người có liên quan đến bệnh lý, mà đặc biệt là gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ nặng, hay là bệnh liên quan đến tim mạch, hay là bệnh liên quan đến phải giảm muối, giảm mặn, giảm đường, giảm tinh bột. Thì chúng ta áp dụng cái thực đơn này chúng ta sẽ thấy nó có hiệu quả rất là cao. Và ngoài ra là anh chị em mình nhớ có quyển sách nước ép trị liệu và chế độ ăn theo cơ thể tự chữa lành, cái đây là một trong những quyển sách mà gia đình nào cũng cần để chúng ta hiểu được về phương pháp cơ thể tự chữa lành nên ăn uống như thế nào và bổ sung các công thức nước ép từ thực vật để chúng ta cải thiện chữa lành. Mọi người cố gắng nhé. Và một trong nữa là những anh như Emma đã chia sẻ trong những cái video trước, nếu như anh chị và những người mà đang có vấn đề liên quan đến bệnh viêm gan B, viêm gan A, hay là cái vấn đề xơ gan, cái vấn đề về gan nóng trong người, anh chị em mình nhớ chịu khó làm cái thử thách 6 tuần thanh lọc gan, bởi vì gan của chúng ta sẽ cần một thời gian ít nhất là khoảng 3 tháng để chúng ta có thể thanh lọc đạt được hiệu quả tốt nhất. Thời gian 7 ngày này nó chính là cái khởi đầu để chúng ta làm quen dần và chúng ta sẽ có niềm tin khi chúng ta áp dụng. Thì tất cả những cái thực đơn và cái lộ trình đăng ký như thế nào, anh chị em mình nhắn tin vào fanpage Emma Phạm Kitchen hoặc là Health Coach Emma Phạm để nhận được tư vấn và hỗ trợ. Và chúc anh chị em mình thành công. Hy vọng là cái 7 ngày đẩy lùi bệnh gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ này cũng đem lại một số những kết quả rất là tuyệt vời cho anh chị em mình. Chúc cả nhà mình sức khỏe. Và nếu như thấy những cái liệu trình này mà đạt kết quả cao, mọi người nhớ chia sẻ, lan tỏa tới cộng đồng để giúp đỡ mọi người nhé. Nhớ nhắn tin cho Emma để đăng ký nhận được cái lộ trình 7 ngày đẩy lùi gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ này theo phương pháp cơ thể tự chữa lành. Và liệu trình này là miễn phí dành cho tất cả mọi người. Cố gắng lên nhé.